Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh, Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thứ 40. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và Thệ Tài rằng: Này Thệ Nam Tử, công đức của Như Lai, giả sử cho tất cả các Đức Phật ở khắp mười phương trong vô lượng vô biên thế giới cõi Phật trải qua vô số kiếp, trong bất khả thuyết cõi Phật diễn nói không ngừng, cũng không thể nói hết được. Nếu ai muốn chọn nên công đức của Phật, thời phải tu 10 điều hạnh nguyện rộng lớn. Những gì là 10 điều? Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, 9 là hàng thuận chúng sanh, 10 là phổ giai hồi hướng. Thiện Đại bạch rằng: Đại Thánh, lễ kính như thế nào cho đến hồi hướng như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Đại rằng: Này Thiện Nam Tử, nói lễ kính chư Phật là như vậy. Bao nhiêu Đức Phật Thế Tôn nhiều như số cực vi trần, trong vô lượng vô biên, bất khả thuyết, cõi Phật, khắp hư không pháp giới, mười phương ba đời. Tôi do nơi hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, thâm tâm tín giải như đối trước mắt, đều dùng ba nghiệp thân khẩu ý trong sạch thường tu hạnh lễ kính, nơi mỗi Đức Phật đều hóa hiện thân nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi thân đều khắc lễ kính các Đức Phật nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không kia hết sự lễ kính của tôi mới hết, nhưng cõi hư không chẳng cùng tận nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Nhận đến cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng sanh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt, nhưng cõi chúng sanh cho đến phiền não chúng sanh chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hợp, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhầm. Lại này Thệ Nam Tử, nói xương tán Như Lai là như vậy. Bao nhiêu số cực vi trần trong tất cả cõi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi đều có tất cả chư Phật, nhiều như số cực vi trong tất cả thế gian, nơi mỗi Đức Phật đều có rất đông Bồ Tát vây quanh nhóm họ. Tôi phải chọn dùng sức thậm thâm thắng giải chi kiến hiện tiền, dùng lưỡi vi diệu hơn biện tài thế nữ, mỗi lưỡi phát xuất vô tận âm thanh hải, mỗi âm thanh diễn xuất tất cả nguồn từ hải, khen ngợi công đức hải của tất cả Đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vị Lai nối luôn không dứt, khắp cả pháp giới không sót chỗ nào. Như vậy hư không giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đều hết, thời sự khen ngợi công đức chư Phật của tôi đây mới cùng tận. Nhưng cõi hư không cho đến phiền não của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hợp, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhà mỏi. Lại này Thiện Nam Tử, nói quảng tu cúng dường là như vậy. Bao nhiêu số cực vi trần trong tất cả cõi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi đều có tất cả chư Phật, nhiều như số cực vi trong tất cả thế giới, nơi mỗi Đức Phật đều có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm họ. Tôi dùng sức hạnh nguyện của Phổ Hiền mà khởi lòng tín giải rất sâu và hiện tiền chi kiến, đều đem đồ cúng dường thượng diệu để cúng dường pháp hội của Phật, như là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây y phục cõi trời, mây tản lọng cõi trời, các thứ hương trời, hương xoa, hương đốt, hương bột, các thứ mây trên đây thể đều nhiều lớn như núi Tu Di, lại thắp các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi tin đèn lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn như nước về cả, đem các thứ đồ cúng dường thượng diệu như trên để thường cúng dường. Thiện Nam Tử, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Thiện Nam Tử, như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/100000, Puchina Do Tha, 1/Kala, 1/Toán, 1/Số, 1/Dụ, cũng chẳng bằng 1/ Ưu Bà Ni Sa Đà. Vì sao? Vì các Đức Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì hay sanh ra các Đức Phật. Nếu các Bồ Tát thật hành pháp cúng dường thì chọn nên sự cúng dường Phật,
Tu hành như vậy mới thật là cúng dường, nên pháp cúng dường là sự cúng dường rộng lớn hơn tất cả. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận. Sự cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi hư không cho đến phiền não của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này Thế Nam Tử, nói sám hối nghiệp chướng là như vậy. Bồ Tát tự nghĩ rằng, tôi từ vô thủy kiếp về quá khứ, do lòng tham lam giận dữ ngu si, khiến thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này mà có hình tướng, thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nay tôi đem chọn cả ba nghiệp trong sạch, đối trước các Đức Phật, cùng chúng Bồ Tát khắp cực vi trần cõi nước trong pháp giới, thành tâm sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới pháp trong sạch, đầy đủ công đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự sám hối của tôi mới cùng tận. Nhưng cõi hư không cho đến phiền não của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này Thiện Nam Tử, nói tùy hỷ công đức là như vậy. Bao nhiêu các Đức Phật Thế Tôn, nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật khắp pháp giới, hư không giới, mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm, vì muốn chứng nhất thiết chí mà siêng tu cội phước chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp nhiều như số cực vi trần, trong vô lượng vô biên bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đầu, mắt, tay, chân, vân vân, nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, chọn nên quả vô thượng bồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phân chia xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả, đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiêu công đức dẫu nhỏ như mảy trần tôi đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị thanh văn bích chi Phật hữu học vô học có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn tôi đều tùy hỷ. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự tùy hỷ của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại ngày Thiện Nam Tử nói thỉnh chuyển pháp luân là như thế này, trong số cực vi nhiều vô lượng vô biên khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời tất cả cõi Phật, trong mỗi cực vi đều có tất cả cõi Phật rộng lớn nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi cõi trong một niệm đều có tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác, số đông như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp vây quanh, tôi đều đem ba nghiệp thân khẩu ý dùng những phương tiện ăn cần khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm màu. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, tôi luôn khuyên mời tất cả các Đức Phật chuyển pháp luân chân chánh không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này Thiện Nam Tử, nói thỉnh Phật trụ thế là như vậy. Bao nhiêu các Đức Phật Thế Tôn, trong tất cả các cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, toàn muốn thị hiện nhập niết bàn, cùng các Bồ Tát thanh văn duyên giác hữu học vô học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này Thế Nam Tử, nói thường tùy Phật học là như thế này. Như đấng Tỳ Lô Giá Na Phật ở cõi ta bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không chê lui, đem bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí, lột ra làm giấy, trẻ sơn làm viết, trích máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu Di, vì tôn trọng chánh pháp nên Phật không tiếc thân mạng, cũng là ngôi vua thành ấp, cung điện, vườn rừng vân vân, cùng thật hành bao nhiêu hạnh khó làm khác, nhận đến ngủ dưới cây thành quả đại bồ đề, thì hiện các thứ thần thông, khởi các sự biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội các vị đại bồ tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội thanh văn duyên giác, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội chuyển luân vương các vị tiểu vương cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội thiên long hoặc cùng của các, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội trưởng giả cư sĩ bà la môn cùng sát tế lợi, nhận đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội thiên long bát bộ nhân phi nhân vân vân, ở trong những chúng hội như vậy dùng tiếng viên mãn như đại lôi chấn, tùy theo căn tánh của mỗi hạng,
mà giáo hóa cho chúng sanh đều được thành tựu, nhân đến thị hiện nhập niết bàn, cả thể hạnh đức như thế tôi đều học tập theo. Như Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật hiện nay, các đức Phật Như Lai như số cực vi trần, trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời cũng như thế ấy, trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhà mọn. Lại này Thiện Nam Tử nói, hàng thuận chúng sanh là như vậy, bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả các cõi khắp hư không pháp giới mười phương ba đời chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thất sanh, hóa sanh, các loài nương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh, các giống sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, cung điện, nhận lên tất cả thiên long, bát bộ, nhân, phi nhân, vân vân, loài không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng, các thứ loài như vậy, tôi đều tùy thuận tất cả, mà thật thành các sự vâng thờ, cúng dường như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng an hán, nhận đến như Đức Như Lai, đồng nhau không khác. Trong các loại ấy, nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường tránh, nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báu, Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy. Vì sao thế? Vì các bởi các Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là cúng tùy thuận cúng dường các đức Phật, còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai, nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thệ, nhân nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như giữa chúng sa mạc có cây thọ vương to lớn, nơi gốc cây được nước tưới nhuần, thì cành lá hoa quả thể đều xum xuê tươi tốt. Cây thọ vương bồ đề ở chúng sa mạc xanh tử rộng lớn cũng như vậy, tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ và kết thành quả Phật toàn giác. Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát nếu có thể dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên quả bồ đề thuộc về chúng sanh, vì nếu không chúng sanh tất cả Bồ Tát chọn không thể thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Thiện Nam Tử, ông ở nơi các nghĩa như thế, ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như vậy. Bởi đối với chúng sanh mà tâm bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn, dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai, Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy thuận chúng sanh của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề đang tử nói phổ giai hồi ứng là như thế này. Từ sự lễ kinh ban đầu nhận lên tùy thuận có bao nhiêu công đức thể được đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an lạc, không mắc bệnh khổ, muốn thân thành pháp ác thì đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu, đóng chặt cửa ác thú, mở bày đường tránh nhân thiên niết bàn. Nếu các chúng sanh nhân vì trước kia chứa nhóm các nghiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả vô thượng bồ đề, Bồ Tát tu hạnh hồi hướng như vậy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhà mọn. Này Thiện Nam Tử, ấy là 10 điều nguyện lớn, đầy đủ viên mãn của Đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi 10 điều nguyện rộng lớn này mà tùy thuận tu hành thì có thể thành thục tất cả chúng sanh, thì có thể thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể chọn đủ các hạnh nguyện hải của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Này Thiện Nam Tử, do cơ ấy ở nơi các nghĩa trên đây ông nên hiểu biết như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng 7 món máu thượng diệu và đồ an lạc tối thắng của nhân thiên rất nhiều đến nỗi đầy khắp tất cả vô lượng vô biên bất khả thuyết thế giới cõi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả cho bao nhiêu chúng sanh trong gần đây thế giới, cúng dường cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong gần đây thế giới, trải qua vô số kiếp như số cực vi trong gần đây cõi Phật nối luôn không dứt,
Cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức, đem sánh với công đức của người một phen nghe 10 điều nguyện vâng này, thì công đức trước không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/100000, cho nên cũng không bằng 1/1 ưu bà ni sa đà của công đức nghe kinh này. Hoặc nếu có người dùng lòng tin sâu chắc ở nơi 10 điều nguyện rộng lớn này mà thọ trì đọc tụng cho đến biên chép một vài kệ 4 câu, thì sớm có thể dứt trừ được năm nghiệp vô gián, cả thể thân bệnh, tâm bệnh, khổ não trong thế gian, cho đến tất cả ác nghiệp nhiều như số cực vi trong tất cả cõi Phật đều được tiêu trừ, tất cả các quân ma, quỷ dạ xoa, quỷ la sát và quỷ cư bàn trà, tỷ giá xà, bộ đa vân vân, các quỷ thần hung ác ô máu ăn thịt thể đều lánh xa. Hoặc nếu có gần gũi thì là phát tâm theo hộ trì. Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện này thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lửng ra khỏi mây mù, các đức Phật Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hàng nhân thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này chọn được thân người đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ 32 tướng đại trượng phu. Nếu sanh ở cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, chọn có thể xa lìa tất cả đường ác, chọn có thể xa lìa tất cả bạn dữ, chọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, chọn có thể giải thoát tất cả phiền não, như sư tử vương dẹp phục bầy thú, tham lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Lại người này lúc lâm chung phút cuối cùng, tất cả căn thân thể đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả oai thế thể đều thoái thất, cho nên các quan phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ chân bạc kho đội vân vân, tất cả đều không đem một món nào theo được, chỉ có 10 nguyện vương này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc, đến cực lạc rồi liền thấy đức A Di Đà Phật cùng các ngài Văn Thù Sư Lại Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Các vị Bồ Tát này sắc đứng cao nghiêm, công đức đầy đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình đã sanh lên hoa sen máu, được đức Phật xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, bất khả thuyết khắp mười phương, dùng sức trí huệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lợi, chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi bồ đề đạo tràng, hàng phục quân ma, thành bậc đẳng chánh giác, giảng nói pháp màu vi diệu, có thể làm cho chúng sanh nhiều như số cực vi tràn trong cõi Phật đều phát tâm bồ đề, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dạy dỗ cho thành thục, như đến cùng tận kiếp hạ, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn. Này thiện nam tử, những chúng sanh kia hoặc nghe hoặc tin nơi nguyện vương rộng lớn này, rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người nghe, công đức của chúng sanh kia chỉ có đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu thấu. Vì thế nên những người được nghe 10 điều nguyện vương này chớ sanh lòng nghi ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc rồi nên gìn nhớ luôn, cho đến biên chép vì người mà giảng nói. Những người như vậy trong một niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, được phúc vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến chúng được giải thoát, đều được vãng sanh về thế giới cực lạc của đức Phật A Di Đà. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn nói lại nghĩa ấy, ngài quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: bao nhiêu đức Phật trong ba đời ở nơi thế giới khắp mười phương, tôi đem thân ngữ ý trong sạch khắp lại chư Phật không hề sót, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, phần thân hiện khắp trước Như Lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật, sát trần Phật ở trong một trần đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát, vô tận pháp giới đều đầy, vô tận pháp giới cũng như vậy, sâu tiên chư Phật đều đầy đủ, tôi đều dùng tất cả âm thanh khắp thổ vô tận lời nói hay, tổ tất cả thiết hòa vị lai khen công đức sâu dày của Phật, sắm đồ rất đẹp, nào tràng hoa, kỹ nhạc hương hoa cùng tàn lọng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, tôi dùng cúng dường chư Như Lai, nào là y phục các thứ hương, phấn hương, hương sông cùng đèn đuốc, mỗi món đều như núi Tu Di, tôi đem cúng dường các đức Phật, do nơi tâm tháng dài rộng lớn, sâu tin tất cả Phật ba đời, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, khắp đem cúng dường các đức Phật, từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác, đều vì ba độc tham sân si, từ thân khẩu ý mà gây ra, tất cả nay tôi đều sám hối. Vô lượng công đức của chư Phật, của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, hữu học vô học cùng chúng sanh, tất cả nay tôi đều khắp đấng soi đời khắp mười phương vừa mới chứng nên tạo chánh giác, tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh chuyển xe chánh pháp diệu vô thượng, chư Phật nếu muốn nhập niết bàn, tôi xin thành tâm đều mời thỉnh, cuối mong ở lại lâu trong đời cho chúng sanh được nhờ lợi lạc, bao nhiêu phúc đức bởi cúng dường ngợi khen thỉnh pháp mời chủ thế, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo,
Tôi nay theo học với Như Lai, tu tập viên mãn hạnh phổ hiền, cúng dường chư Phật về quá khứ, cùng với mười phương hiện tại Phật, vị Lai tất cả thiên nhân sư, hết thảy tâm nguyện đều viên mãn. Nguyện theo học khắp ba đời Phật, mau chứng nên quả đại bồ đề, cả thể cõi cùng khắp mười phương, rộng lớn, thanh tịnh, trang nghiêm đẹp, chúng hội vây quanh các Như Lai, đều ở dưới cội bồ đề thọ. Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương, nguyện lìa lo khổ thường an lạc, đều được lợi ích chánh pháp màu, dứt hết phiền não không còn thừa. Khi tôi vì bồ đề mà tu, trong các loài đều biết túc mạng, thường được xuất gia tu tịnh giới, không nhơ không lỗi cũng không hư, trời rồng dạ xoa bàn trà quỷ, nhận đến loài người cùng phi nhân, tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng các tiếng tăng nói pháp. Xem tu ba la mật trong sạch, tâm bồ đề hằng gìn không mất, dứt trừ chướng nhơ không để thừa, tất cả hạnh màu đều thành tựu, ở nơi các hoặc nghiệp cảnh ma, trong vòng thế gian được giải thoát, cũng như hoa sen không dính nước, nào phát nhật nguyệt chẳng dừng không, dứt hết tất cả khổ ác đạo, khắp đồng ban vui cho quần chúng, như thế trải qua vô số kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. Tôi thường tùy thuận các chúng sanh cùng tận tất cả vị lai kiếp, hàng tu hạnh lớn của phổ hiền, viên mãn quả bồ đề vô thượng, những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu tất cả chỗ chung nhóm họ, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, hết cả hệ nguyện cùng tu học. Các thiện trí thức lợi ích tôi, vì tôi chỉ bày hạnh phổ hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn hoan hỷ, nguyện thường diện kiến các Như Lai và hàng Phật tử vây quanh Phật, tôi đều sửa sang cúng dường lớn, tuột thuở vị Lai không nhàm mỏi. Nguyện gìn pháp màu của Như Lai, rõ bày cả thảy hạnh bồ đề, rốt ráo thanh tịnh hạnh phổ hiền, chọn kiếp vị Lai thường tu tập. Tôi ở trong tất cả các cõi, tu phúc vô tận, trí vô tận, định huệ, phương tiện và giải thoát, được những tạng vô tận công đức. Trong một trần của trần số cõi, mỗi mỗi cõi con nam tư Phật, mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội, tôi thấy hàng giảng hạnh bồ đề, khắp hết mười phương các cõi nước, mỗi đầu lông có đủ ba đời, Phật cùng quốc độ số vô lượng, tôi khắp tu hành trải trần kiếp, lời của Như Lai đều thanh tịnh, một lời đủ cả các âm thanh, theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích, biện tài của Phật đều ban khắp. Tất cả chư Phật trong ba đời dùng những ngữ ngôn vô tận kia, hàng chuyển pháp màu rất lý thú, nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ. Tôi hay thâm nhập đời vị Lai, tất cả kiếp thâu làm một niệm, hết thảy những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tôi đều nhập. Trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đấng nhân sư tử cũng thường vào trong cảnh giới Phật, như huyễn giải thoát và oai lực, trong các cực vi đầu sợi lông xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở, mười phương trần sát các đầu lông tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Vị Lai các đấng chiếu thế năng, thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh, Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt, tôi đều đến gần để hầu hạ. Sức thần thông rộng khắp chóng mau, sức phổ môn khắp nhập tại thừa, sức trí hạnh khắp tu công đức, sức oai thần từ bi khắp tre, sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh, sức trí huệ không chút không trệ, sức định huệ phương tiện oai thần, sức khắp hay chứa đạo bồ đề, sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành, sức xô dẹp tất cả phiền não, sức hàng phục tất cả loài ma, sức viên mãn các hạnh phổ hiền, khắp hay niềm định các cõi nước, giải thoát cho hết thể chúng sanh, khéo hay phân biệt các pháp màu, có thể sâu vào biển trí huệ, khắp tu thanh tịnh các công hạnh, các trí nguyện thể đều viên mãn, gần gũi cúng dường các đức Phật, tu hành vô lượng kiếp không mỏi. Tất cả Như Lai trong ba đời, những hạnh nguyện bồ đề tối thắng, tôi đều cúng dường tu tập đủ, dùng hạnh phổ hiền ngộ bồ đề. Tất cả Như Lai có trưởng tử, danh hiệu Ngài là Đức Phổ Hiền, tôi nay hồi hướng các căn lành, nguyện các trí hạnh đều đồng đó, nguyện thân khẩu ý hàng thanh tịnh, công hạnh cõi nước cũng sạch trong, trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền. Nguyện tôi cùng Ngài đều đồng đẳng, vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền, các nguyện lớn của văn thù sư lợi, chọn sự nghiệp kia không thừa sót, đến kiếp vị Lai hàng không mỏi. Tôi tu các hạnh đều vô lượng, được các công đức cũng không lường, an trụ trong những hạnh vô lượng, xuất thấu tất cả sức thần thông, sức trí mạnh mẽ các văn thủ, huệ hạnh phổ hiền cũng dường ấy. Tôi nay hồi hướng các căn lành, thường theo các ngài mà tu học, chư Phật ba đời luôn khen ngợi, những nguyện rộng lớn khó sánh bằng, tôi nay hồi hướng các căn lành, để được phổ hiền hạnh thù thắng. Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thể tròn đủ không thừa thiếu, lợi lạc tất cả các chúng sanh, chúng hội Di Đà đều thanh tịnh. Tôi từ hoa sen nở xanh ra,
Thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi là Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi hóa vô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, khắp lợi tất cả chúng sanh giới, nhận đến hư không thế giới tận, chúng sanh nghiệp và phiền não tận. Nhưng bốn pháp ấy không cùng tận, nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận, cõi nước vô biên khắp mười phương, trong nghiêm các có cúng dường Phật. Sắm đồ an lạc thí trời người, trải kiếp vi trần luôn cúng thí. Nếu có người nơi nguyện vương này, một phen nghe liền sanh tín kính, mong cầu khác nữa, quả Bồ Đề, được công đức nhiều hơn tài thí. Nhờ đây thường xa các bạn ác, thoát khỏi tất cả ba đường dữ, mau thấy Đức Phật vô lượng quang, đầy đủ nguyện phổ hiền tối thắng. Người này thọ mạng được lâu dài, trong loài người ở bậc tôn quý, người này không lâu sẽ chọn nên công hạnh như phổ hiền Bồ Tát. Ngày trước do vì không trí huệ, tạo ra năm nghiệp vô gian ác, chuyên tụng nguyện vương phổ hiền này, tất cả tội ác mau tiêu diệt, sinh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng túc trí huệ đều đầy đủ, khác ma ngoại đạo không phá được, tham làm phước điển cho ba cõi, mau đến cội Bồ Đề thọ vương, ngồi an hàng phục các chứng, ngồi an hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác, nói pháp màu, khắp lợi tất cả các hàm thức. Nếu người ở nơi mười nguyện này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật mới biết được, quyết định sẽ được đạo Bồ Đề. Nếu người tụng nguyện phổ hiền này, tôi nói chút ít phần căn lành, trong một niệm thảy đều viên mãn, thành tựu chúng sanh nguyện thanh tịnh, hạnh phổ hiền thù thắng của tôi, phúc lớn vô biên đều hồi hướng, khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm, mong sanh cõi Phật vô lượng quang. Phát nguyện vương ấy là tối thắng, lợi ích vô biên các chúng sanh, viên mãn phổ hiền hạnh nguyện lực, ta mắt đồ chúng tận giải thoát. Lúc ngài phổ hiền tại Bồ Tát ở trước Đức Như Lai nói bài kệ hạnh nguyện thanh tịnh rộng lớn rồi, thiện tài đồng tử vui mừng vô lượng, các Bồ Tát cũng đều hoan hỉ. Đức Như Lai khen rằng lành thay, lành thay. Bấy giờ lúc Đức Thế Tôn cùng hàng thánh chúng đại Bồ Tát diễn nói pháp môn thủ thắng, cảnh giới giải thoát bất khả tư nghĩ như vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là bậc thượng thủ cùng với 6.000 thầy tỳ kheo của ngài giáo hóa. Đức Di Lặc Bồ Tát làm bậc thượng thủ cho các vị đại Bồ Tát ở hiền kiếp. Đức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát đứng đầu các bậc nhất danh trụ quán đảnh vị Bồ Tát cùng với tất cả các vị đại Bồ Tát đông như số cực vi trần trong tất cả cõi Phật, khắp hư không mười phương pháp giới đồng đến nhóm hội. Trong hàng đại Bồ Tát thì có hàng thì có ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, ngài Đại Mục Kiền Liên vân vân làm thượng thủ, cùng những hàng trời người các bậc chú thể trong đời, Bát Bộ Thiên Long Dạ Xoa Cả Tháp Bà Atola Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân vân vân, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui mừng, đồng tín thọ phụng hành. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Ni So ha.